Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình ghé qua tiệm Ross ở 3650 Rosewick Cali 91770 để mình quay một số những cái mặt hàng ở đây chuyên bán hàng hiệu giá rẻ, chỉ có 1/3 hoặc là một nửa giá thôi. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. À, bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào Ross để xem ở trong đây họ bán những cái gì nha. Ở đây đúng là thiên đường hàng hiệu các bạn, nhiều mặt hàng hiệu giá rẻ vô cùng, như cái túi hàng hiệu của Enkin này nè. Ở Macy mà họ bán cái túi này á, thì họ sẽ bán với cái giá gốc của nó là 88 đồng, nhưng mà trong khi ở đây á, mình mua chỉ có 29 đồng 99 cent thôi. Mà mình gửi quà về Việt Nam mình tặng những cái hàng hiệu này, họ quý lắm, họ rất là thích hiệu EK ha các bạn ha. Có nhiều cái này đây nè, 53 đồng mà bán có 29 đồng. Nhiều cái túi hả, đủ kiểu hết, như cái túi Nautica này nè, ở Macy họ bán là 59 đồng, nhưng ở đây họ chỉ bán có 15 đồng thôi. Mình thấy rẻ quá cho nên mình tranh thủ mình quay cho các bạn xem. Có 15 đồng 99 cho cái túi Nautica 59 đồng ở Macy. Và dọc dọc ở đây nè, mình thấy cũng còn có rất là nhiều cái nha. Như ở phía dưới này có cái túi của Nice West nè. Cái túi Nice West này ở Macy họ bán 90 mấy đồng, trong khi ở đây nè họ bán chỉ có 29 đồng à. Rồi có những cái túi mà để mình khoác tay hoặc mình cầm tay đó, hiệu như là EK này nè, ở Macy họ bán 68 đồng, nhưng mà ở đây họ chỉ bán có 21 đồng thôi. Cho nên là mình mua túi ở đây rất là rẻ và nhiều kiểu, nhiều loại lắm. Lựa chọn lại thoải mái, lại dễ chịu lắm các bạn. Những cái túi sách của Calvin Klein nó bình thường 103 đồng, ở đây họ chỉ bán có 49 đồng, ở đây họ bán có 43-44 đồng thôi. Màu đen cũng có nữa. Và ở gần phía dưới này á, thì mình thấy có mấy cái túi của Michael Kors nè, Nice West. Michael Kors, cái túi màu hồng cam này dễ thương lắm, bình thường là 124 đồng, ở đây họ bán chỉ có 89 đồng 99 thôi. Ở bên đây là những cái túi lớn lớn mà để khoác của CK đó, thì bình thường những cái túi này cũng 131 đồng, ở đây cũng bán có 69 đồng 99 nè. Cái túi da bóng của CK bình thường là cái túi này á, ở Macy thì họ bán với cái giá là 138 đồng, nhưng ở đây chỉ có 69 đồng 99 thôi. Mình thấy bạn nào là tín đồ của hàng túi Michael Kors này vào đây mua thì rất là rẻ. Một cái túi Michael Kors bình thường 278 đồng mà ở trong này họ chỉ bán có 119 đồng thôi, mình tiết kiệm được đến 100 mấy chục đồng lận ha. Bây giờ mình đi qua hàng giày dép cho các bạn xem nha. Nói về giày dép thì Ross là số 1, bởi vì nhiều hàng hiệu như là Guess, Adidas, Calvin Klein, rất là nhiều mặt hàng mà chỉ bán có nửa giá hoặc là chưa tới nửa giá nữa, cho nên mình tiết kiệm khá là nhiều về phần giày dép. Nam nữ gì đều có, trẻ em cũng có nữa. Cái đôi giày Calvin Klein này nè, ở trong tiệm Macy họ bán 70, mà ở đây họ chỉ bán có 29 đồng 99 thôi, kiểu rất là dễ thương luôn. Còn về cái đôi giày hiệu Guess này nè, rất là mắc tiền, ở Macy họ bán 60, và ở chính hãng của Guess đó, họ cũng bán 60, mà ở đây á, họ chỉ bán cái đôi này rất là rẻ, có nửa giá thôi nè các bạn coi ha, chỉ bán có 32 đồng cho cái đôi này thôi. Cho nên về giày dép á, mình chọn mua ở trong này vừa tiện vừa rẻ. Kế bên thì mình cũng thấy có một cái đôi giày Skechers. Ở trong tiệm họ bán cái đôi Skechers này là đến 75 đồng. Còn ở đây họ chỉ bán cái đôi này có 37 đồng thôi, nửa giá so với bên ngoài. Và còn nhiều mặt hàng lắm nha các bạn. Đôi DKNY này ở ngoài họ bán cái đôi này đến 80 đồng lận, mà ở trong đây họ chỉ bán có 44 đồng thôi, coi như 50% off so với bên ngoài. Cái đôi Puma này á, ở ngoài á, họ bán là 55 đồng thì ở đây họ bán có 36 đồng thôi. Ngoài ra mình còn thấy có những cái đôi high heel á, để bận đầm á, của Calvin Klein nè,
Bình thường cái đôi này á ở ngoài á họ bán đến 55 65 đồng, thì ở trong đây họ bán 32 đồng 99. Còn cái đôi Dot Get Banana này đó, ở trong tiệm Macy á họ bán cái này đến 65 đồng, trong khi mà ở đây họ bán chỉ có 34 đồng. Bây giờ mình qua đến cái khu quần áo nha. Mình thấy có mấy cái áo mùa hè như là cái áo bận kiểu này nè, của Levi's á. Hàng Levi's thì cũng mắc tiền lắm, nhưng mà ở trong đây họ cũng sale 50% hoặc là dưới 50% không à. Như cái áo này nè, mình thấy giá gốc của Levi's á là 29 đồng 50 cent, nhưng mà ở đây á họ bán cái áo này á chỉ có cái giá là 11 đồng 99 thôi. Rồi kế bên nữa là những cái áo thun bận mùa hè DKNY. Hàng DKNY ở trong Macy họ bán bao giờ cũng mắc 30, 50, 60. Còn ở đây cái áo DKNY này nếu mua ở Macy á thì cái giá nó là 39 đồng 50 cent, nhưng mà ở đây họ cũng chỉ bán có 11, 12 đồng thôi à. CK cũng mắc tiền lắm, Calvin Klein, CK. Thì CK cái áo này đó bình thường á, cái với cái giá của cái áo này ở Macy mà mình mua là 39 đồng 50 cent, nhưng mà ở đây họ cũng chỉ bán có 11 12 đồng. DKNY một cái kiểu này nó có những cái Paco, bình thường cái này á là 59 đồng nhưng ở đây bán có 14 đồng 99 thôi. DKNY cái áo cái giá Macy là 69 đồng, đó là còn 24 đồng thôi, là quá là rẻ luôn. Hàng BB cũng vậy, những cái áo hoodie của BB á ở đây mình thấy hả bán có 1 phần 3 hay là nửa giá hả. Mà hàng BB này mình vô tiệm BB á, một cái áo này á là 79 đồng. Ross chỉ bán cái áo này có 12 đồng 99 nè. Là bình thường á nó là đến 80 đồng của cái Nike này, mà ở đây họ bán chỉ có 24 đồng 99 thôi. Áo hoodie của Calvin Klein có ít sale lắm, này 59 đồng ở trong Macy mà ở đây họ bán có 19 đồng thôi. Các bạn nào mà muốn mua đồ mà gửi về cho Việt Nam á, những cái hàng hiệu ở Việt Nam họ thích lắm, nhưng mà mình mua trong Macy thì mắc tiền lắm. Còn mình vào đây mình mua gì có 1 phần 3 giá mà mình lại mua được những cái mặt hàng hiệu cho người thân bên gia đình. Mua bình thường á cái áo này á cái giá chính gốc của nó là 70 đồng. Hàng Amua cũng mắc tiền lắm, mà ở đây chỉ có bán có 24 đồng 99 thôi. Của Tommy nè, bình thường cái này là 69 đồng, ở đây họ bán cho 24 đồng thôi. Còn một cái quần jean short mình thấy có 5 đồng mà kiểu rất là dễ thương, mà rất là nhiều size nha các bạn. Một dãy quần jean ở đây mình thấy cái nào cũng rẻ hết trơn á, từ 10 đồng, 12 đồng, 15 đồng. Cái quần religion này nè, là cái quần religion này trong cái dãy quần jean Levi's bình thường 159 đồng, ở đây họ bán có 29 đồng thôi, quá là rẻ luôn á. Bên là quần jean Levi's ha, này chỉ có 19 đồng thôi. Mà những cái Levi's này ở ngoài mình mua là phải 50, 50 mấy đồng, mình mua ở Macy á. Levi 501 19 đồng. Levi 19 đồng, 19 đồng. Rồi dài dài dọc dọc ở đây là mình thấy 10 đồng, 12 đồng. Có cái có 7 đồng. Rồi có cái chỉ có 9 đồng 99. 14 đồng 99 cũng có. Áo blouse, mình thấy áo blouse này cũng dễ thương lắm. Nó có nhiều size lắm nha các bạn. Cái áo này á là màu xanh, giống như màu xanh ngọc lật lật đậm đậm á. Mà bình thường cái áo này á ở trong mall họ bán đến mấy chục, ở đây họ bán có 13 đồng. Các bạn thấy cái giá màu tím là họ đã sale hết một đợt rồi, bây giờ đợt này sale tiếp nữa đó là còn có 13 đồng, chứ bình thường là mấy chục á. Bây giờ mình qua đến cái khu nhà bếp nha. Mình thấy bên nhà bếp họ bán đồ cũng khá là rẻ, cho nên là mình tranh thủ mình quay ha. Mình thấy ở đây nó có một cái bộ ba cái cây gấp thịt, với lại những cái cây mà để mình làm đồ ăn bằng stainless steel nha.
À, cái bộ này thì ở ngoài á, cái giá gốc ở ngoài bình thường á là 15 đồng. Thì ở đây họ sale xuống ba cây này chỉ có 6 đồng 99 thôi, còn rẻ hơn ở BC lúc mà mình đi vào cái khu backstage nữa. Có bộ dao của Cuisinart, hai con dao ha. Bình thường á, cái bộ dao này á ở ngoài á là 15 đồng, mà khi họ sale lần đầu là 12 đồng, ở đây bây giờ chỉ còn có 7 đồng 99 cho hai con dao. Một bộ ba cái nha. Ba cái này á ở đây họ bán chỉ có 6 đồng 99, tính ra chỉ có 2 đồng mấy một cây, mà bình thường cái này ở ngoài mình mua là 12 đến 15 đồng. Stainless steel cho ba cái vợt để lọc nước lèo. Cái cây gắp đồ ăn cặp hai cái có 5 đồng. Một bộ 5 cái. Rồi ha, cái chảo Cuisinart này nó hơi là nặng cho nên mình cứ loay hoay để mở cái đằng sau lưng ra coi bao nhiêu tiền. Bình thường cái này ngoài 30 thì đây bán có 16 đồng 99 thôi. Kế bên á thì mình thấy cũng có một số những cái nâng stick nữa nè. Cái này là cái đồ mà để mà mình affordable, gấp lên mở xuống mình rửa rau hay là mình úp chén bát á. Ở đây họ bán cái này chỉ có 6 đồng 99 mà ở ngoài là 12 đồng. Ở đây nhiều khi họ đề cái giá ở dưới 12, đi ngoài ra nhiều khi nó còn mắc hơn 12 đồng nữa các bạn. Một cái chảo vừa làm nồi vừa làm chảo có nắp kiến của Kavalon, 5-6 lớp nâng stick luôn. Mà bình thường á, cái này ở ngoài á, là 76 đồng, ở đây họ bán chỉ có 44 đồng 99 thôi. Một cái bộ vừa làm nồi vừa làm chảo có nắp kiến đậy của hiệu Cooks ở ngoài thì 49 đồng, ở đây họ bán có 22 đồng thôi nha các bạn. Và cái ly glass ở đây nó chất lượng cao lắm. Bốn cái này mà mình thấy rất là rẻ, chỉ có 4 đồng 99 cho bốn cái thôi à. Một cái máy đánh thịt Stan Smith 3.5 khối bình thường đó là ở ngoài 60, ở đây họ bán có 39 đồng 99. Còn cái bộ dao 16 con dao của Barberware này á, bình thường á là 73 đồng, ở đây họ bán có 32 đồng. Một bộ shape cookware 9 bít xịt, trong đó có nồi chảo, ở đây họ bán cái này chỉ có 39 đồng thôi à, quá là rẻ luôn. Mình tìm ở ngoài không có được cái giá này. Và kế bên mình cũng thấy có cái hiệu Cook. Cái cúc này là 15 bít xịt, cái trong đó có nồi, có chảo, rồi có muỗng, nĩa 18 bít xịt chứ mình quên, 18 bít xịt có 39 đồng 99 một cái bộ nồi chảo, đồ đựng luôn. Một bộ 24 bít xịt tức là 12 cái hộp đựng đồ ăn trái cây đó, ở đây có 9 đồng thôi. Còn một bộ nâng stick cookware ở đây chỉ bán có 49 đồng mà giá nó là 80. Ngoài ra mình thấy có nhiều cái gối rất là đẹp. Một cặp gối rất là bự, 26 inch chịt ngang, 26 inch chịt dài, rất là lớn. Mà ở đây họ chỉ bán chỉ có 24 đồng, mà bình thường là 44 đồng. Những cái cặp gối để trên sofa bằng lông hay là bằng những cái vải nỉ hay là có trang trí trên đó, có 10, 12 đồng một cặp cho hai cái, rất là rẻ luôn. Bây giờ mình qua đến cái quầy nước hoa nha. Ở đây nước hoa cũng chỉ có nửa giá so với Macy hay là JCPenney hay là tiệm ở ngoài thôi. Ở Macy họ bán cái chai này là 60, thì ở đây họ chỉ bán có 26 đồng 99 thôi. CK trắng hay CK màu xám cũng cùng giá như cái chai CK trắng này nè. Ở Macy bán 60 thì ở đây chỉ có 32 đồng 99. Ở ngoài họ bán 62, 65 đồng. Trong đây họ cũng chỉ bán có 32 đồng, cũng có nửa giá thôi. Bên đây nhiều lắm, mình chỉ quay có một số ít thôi nha các bạn. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau.